VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào, Quỳnh Trang đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Trong video lần này thì Quỳnh Trang sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ khám phá một sản phẩm đa năng và rất thông minh. Đó chính là chiếc đầu Hi Media Q10 Pro trên tay Quỳnh Trang đang cầm. Với chiếc đầu này thì chúng ta có thể biến một chiếc TV thường thành một chiếc TV thông minh. Chúng ta có thể vừa hát karaoke, xem phim và giải trí như một chiếc Smart TV. Nghe rất hấp dẫn đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem liệu có đúng như vậy hay không nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về ngoại hình của chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này nhé. Về mặt trước thì có thể thấy với khi mà chúng ta cầm vào thì khá là chắc chắn và những đường bo cong tinh tế. Quỳnh Trang có thể thấy logo của Hi Media nổi bật, rất dễ nhìn thấy với màn hình đèn LED và 8 nút điều khiển cảm ứng. Chỉ với một cái chạm thôi thì chúng ta có thể điều khiển vô cùng dễ dàng và hiện đại đúng không nào? Đây là một điểm mà Quỳnh Trang rất thích ở chiếc đầu Q10 Pro này. Ở cạnh bên thì với 3 khe cắm USB và 1 khe cắm thẻ nhớ, và đằng sau quý vị có thể thấy với các cổng kết nối và kèm theo đó là một ổ cắm USB. Nhìn tổng thể thì có thể thấy là với một thiết kế đơn giản, tinh tế và rất hiện đại. Các bạn thấy thế nào? Hãy cùng comment ở dưới video này cho Quỳnh Trang cũng như mọi người cùng biết nhé. Vâng, và chúng ta cùng đến với phần chính của video nhé. Với chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này thì chúng ta có hỗ trợ ổ cứng lên đến 6TB. Với việc mở ổ cứng thì chúng ta có thể thấy có một chiếc lẫy ở bên cạnh này và chúng ta đẩy chiếc lẫy để mở. Bạn có thể thấy đây là ổ cứng của chiếc đầu. Hiện tại trên tay Quỳnh Trang thì đang là ổ cứng 3TB, nhưng mà chúng ta có thể tích hợp sẵn với 6TB. Và với những ổ cứng này thì được tích hợp các bài hát, chúng ta có thể hát karaoke, MTV với chất lượng sống động và hình ảnh chất lượng cao như một dàn karaoke cao cấp trên thị trường. Đồng thời thì chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này có hỗ trợ điều khiển qua smartphone, qua máy tính bảng, rất hiện đại và tiện lợi phải không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhờ một bạn kỹ thuật lắp vào một dàn karaoke hoàn chỉnh để chúng ta cùng kiểm tra những tính năng của chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này nhé. Rồi, và bây giờ Quỳnh Trang sẽ thử hát một bài xem chất lượng nó như thế nào nhé. Và không chỉ để hát karaoke mà chúng ta còn có thể xem hàng trăm bộ phim bom tấn khác nhau được cập nhật liên tục trên các trang phim online hiện nay với tài khoản VIP 2 năm mà VDA sẽ dành tặng cho bạn trên đẳng cấp HD. Nào, chúng ta sẽ cùng lựa chọn một bộ phim để cùng thưởng thức nhé! Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. Và có một điều mà Quỳnh Trang thấy Q10 Pro làm rất tốt, đó chính là tính năng truyền tải hình ảnh chất lượng cao Full HD, hỗ trợ chuẩn 4K với công nghệ hình ảnh Dolby Vision. Âm thanh cao cấp Dolby Atmos DTS True HD mang lại những trải nghiệm như là chúng ta đang xem phim ở rạp chiếu phim thực thụ vậy. Và các bạn cũng biết đấy, đây là đầu online, vì thế cho nên chúng ta nhớ lưu ý đến đường truyền internet để chất lượng hình ảnh không bị giảm đi khi mà đường truyền nhà chúng ta bị yếu. Và ngoài ra với Q10 Pro sẽ giúp bạn có một kho giải trí khổng lồ như xem truyền hình, xem YouTube, Google Chrome. Và nếu như các bạn muốn có ứng dụng đọc báo thì chỉ cần vào CH Play tải về là được. Vâng, và như vậy thì chúng ta cũng vừa trải nghiệm xong chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này rồi. Và tổng kết lại một số điểm lưu ý thì Quỳnh Trang có thể thấy là với chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này có khá là nhiều ưu điểm đúng không nào? Thiết kế sang trọng, tinh tế, đơn giản và đồng thời đa năng, chúng ta vừa có thể xem phim, hát karaoke cũng như giải trí đa phương tiện, âm thanh, hình ảnh, sắc nét cao cấp. Và đặc biệt là với chiếc đầu này là đầu online nên quý vị các bạn chúng ta nhớ lưu ý đến đường truyền internet ở nhà chúng ta để cho chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh không bị giảm đi các bạn nhé. Nào và hãy cùng đến với VDA để chúng ta có thể mua chiếc đầu Hi Media Q10 Pro này với giá vô cùng mềm mại, chỉ 3.690.000 đồng, và quý vị chúng ta sẽ được tặng kèm một gói quà tặng hết sức hấp dẫn bao gồm một tài khoản xem phim online 2 năm miễn phí, kèm theo đó sẽ là một kho ứng dụng
với truyền hình HD online, hát karaoke trực tuyến và đồng thời sẽ là được tặng một chuột bay trị giá 300.000 đồng. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái thì quý vị nhớ ghé với Vidia cũng như các trung tâm uy tín để chúng ta có thể mua hàng chính hãng cũng như được bảo hành 24 tháng quý vị nhé. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì xin mời các bạn chúng ta cùng ghé website www.vidiashop.net hoặc www.vidia.vn các bạn nhé. Và đồng thời đừng quên like và share video này để chúng ta có thêm những video hấp dẫn tiếp theo cùng với Vidia. Xin chào và hẹn gặp lại.